Hôm rồi có mà bà nào đến thăm chú Năm không? cũng vô nhiều mà cũng Để tôi gửi này cho chú Năm. cũng tìm hiểu nhiều lắm mà chưa có được. Con nghe nói là không mà bữa nãy con vô con nghe cái chú kia nói là không gài mấy người phụ nữ vô tìm chú Năm dữ lắm hả chú Năm? Vô mấy Thì người chú Năm? dù năm Hả? sáu người đó, năm sáu người Vô đó. 5 6 người luôn hả? À, dữ vậy? Người ta kiếm, người ta tìm hỏi năm thường viên có phải sự thật gì không, Dạ. nó là có đàng hoàng chứ không phải tôi nói dốc. Mấy bà đó ở đâu chú Năm? Ở đâu? Mấy bà đó Cần Thơ có, Dạ. An Giang có, rồi bên Đồng Tháp rồi. Dữ gì đó hả? Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Quang ghé thăm nhà của chú Năm Sầu Riêng thì cũng lâu rồi. Thì Quang cũng không có ghé thăm. Hôm nay thì bất ngờ Quang có công việc đi ngang đây nè, nên là Quang ghé thăm chú Năm Sầu Riêng nha, xem tình hình cuộc sống của chú như thế nào, chú có tìm thêm một cái bà mới nào chưa. Thì nghe nói hổm dài cũng có nhiều bà đến để mà chơi thăm vườn của chú Năm Sầu Riêng nha. Đó. Thì chú Năm giờ đang có nhà nè. Có chiếc xe của chú Năm nè. Ui ui. Ui chú Năm. Chú Năm làm gì hả? Trời ơi, trượt té rồi hả? Cái hạnh hả? Rồi hổm dài có bà nào vô nữa không? Không. Không hả? Sao nghe người ta đồn có mấy bà đến thăm chú Năm? Không có hả? Ơi, chú Năm sáng. Mấy Chú Năm sáng uống cà phê chưa? đi mấy uống mấy gì. Ôi chào Rồi chào chú khán nha. giả chú Năm ơi. Ôi chào Quang Phạm, chào tất cả bên cộng đồng mạng với anh em và với trong trong ngoài ngoài nước, là nhiều sức khỏe là làm ăn phát tài. Rồi cho con chụp tấm hình coi. Lâu Lần quá. này mình đây thấy được Ừ rồi đúng rồi. Bỏ ông quần đồ lên vô. nha. Bỏ ông quần đồ cho đẹp coi. Chụp tấm hình bỏ ông quần đồ mới đẹp. Có phải đừng có mặc áo khác á. Kệ đó, mình làm ruộng mà. Rồi. Rồi nhìn lên coi. Rồi. Quá, hôm nay đẹp trai dữ chú Năm. Rồi. Giờ chúc anh là bên cộng đồng mạng với Rồi anh là đây em là chúc, thấy đây là chúc cộng đồng mạng đi. không? À, với là với chị Này em con này gửi với này coi. bên phía tấp anh em phía tấp là trong ngoài nước luôn. Với là trong nước ngoài đó làm ăn phát tài và với nhiều hạnh phúc và với nhiều sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Đúng rồi. Sáng chú Rồi Năm kính mà chào trân trọng nhất, rồi dạ. cảm ơn luôn. Sáng giờ chú Năm mà ăn uống gì chưa? Ăn rồi mới ăn tô bún. Tôi muốn ha. Rồi bộ mà chuẩn bị cần câu câu mấy mà cầm câu hay vậy? Cầm câu. Kiếm thêm mà thu nhập hay vậy? Cầm câu dính cá rồi nướng ăn hết chứ. Bữa nay chắc mà mình cầm câu kiếm cá nướng quá cô chú Năm. Mới làm ba cái hành lại kìa, Hạnh hả? nó tính là khi mai xuống nó đặng tứ hành đó. Dạ, chút xíu tứ ha. Ồ mấy hạnh này tốt dữ nè chú Năm. Không nghe chú Tốt này cái nè. này, mấy cái này là mới Nào. đã nè. Thấy chưa, bây giờ Ôi có ôi. không gài không có chân sao hết Không tiền. gài tôi con không xuống mà nó tốt vậy đó hả? Kìa đậu kìa, Đâu? Đậu đậu không hai á, có bông chưa? đậu hai cho tiền mua À. làm á. Ừ, Hai bên Mỹ đúng nha, rồi chú chào Hai chú ha. Hai nha, chú Hai bên Mỹ. Gửi lời cảm ơn chú Hai luôn Rồi gửi chứ. lời cảm ơn chú Hai, đậu Dạ. gần có trái chú Hai ơi. Ừ, bữa nào mà đậu có trái thì bắt đầu mình gửi cho chú Đúng Hai rồi, đúng rồi mấy ký. nè. Quá Gửi cho tốt chú rồi. Hai về bên Mỹ mấy ký nha chú Hai. Dạ. Nè hết biết tốt không? Hết biết tốt luôn. Hôm qua phát mấy bờ đó, dọn mương hết trơn rồi đó, chống bóng Dạ. không? Chống Ghê bóc hả? luôn. Đã không? Ừ ơi, Ra đây đậu nè, đã dữ hả? ra đây nè, chơi chống bóng luôn nè. Dữ dằn lắm mà được bình đem lên nè. Thấy chưa? Chống hết trơn hay chưa? Quá xá Đó, bây giờ làm trống nữa, dọn mấy này dục lên hết nữa rồi. Chú Năm đậu của chú Năm nè. giờ quá đã rồi. Đó, bờ đó nó hơi bị ấy một chút rồi cậy nó. Bây giờ hạnh, bây giờ ô ba hạnh, hạnh mừng mấy ngàn ký Sao vậy trời. cái này cũng thấy chú Năm trẻ ra ra chú Năm. Dạ, Có nhuộm tóc rồi mận không? dưới, mận muốn chết luôn á. Có nhuộm tóc rồi không? Sao tóc Không, đen xì vậy? không, không có nhộn. Không nhuộm ha. Trời phong độ ta, cái này có bộ không có bà nào phong độ quá chứ, này chắc kiếm Đây phong độ rồi ha. phong độ dữ Rồi hả? vô vô. Vô. Thấy chưa, hạnh tốt không, ghê không? Cái này trái nè. Thấy chưa không, nè, nè. Lật bỏ luôn. Lật bỏ luôn hả? Lật luôn, nè. Thấy chưa, trái rồi nè. Mười mấy ngàn ký rồi đó. Đúng rồi. Mà trồng được chừng ngàn cây là ấm ha.
này chú, chú Năm trồng được nhiêu nhiêu cây hạnh? 500 mà nó mình không chăm sóc nó ấy này kia uổng quá. Đồ đi không. Nè, trái nè, giờ tôi nói giống mấy người không nè. Đúng giờ rồi. Trái lạc bỏ nữa nè. Rồi đổ sình vô gốc nữa nè. Trời đúng ơi rồi. Công chuyện tôi làm không có hết. Chú Năm ở đây cái vườn của chú Năm mà lắm. Bộ mà hôm qua kia mưa hay gì chú Năm? Không có mưa tứ không á. Tứ đó hả? Này thấy chưa? Mà một nắm nè. Cái hạnh này là chừng nào mình mới để trái được chú Năm? Không, tại mình cưng nó. Cưng ha. Chứ người ta để rồi. Nè thấy chưa? Lạc bỏ hết nè. Mình cưng này nè, trái nhóc chừng. Rồi rồi. Thấy chưa? Nè. Lạc bỏ hết chứ đâu để. Đâu để? Trời ơi, tốt không? Để là nó bị, sẽ bị suy cây hả chú Năm? Ảnh hưởng cây, nó cây mình cưng. Chưa, bỏ hết. Tốt quá. Vô ra vậy? Mấy bạn nữa. Đâu Minh à? Tân rồi đó. Đang ăn sáng. Dạ hả? Dạ. Đồ phải biết gì nãy tôi ấy mua dừa đó. Thôi chút, chút có gì mà mình mua sáo. Chú cháu mình mà gấp gì nè, bỏ hết anh. Đúng rồi. Quá chừng rồi. Sao cái này nhìn chú Năm phong độ với chú Năm? Không phong độ thiệt á. Dạ. Thằng trai của bộ phong độ. Bữa hổm thấy thấy cái gâu rồi ra. Dạ, bây giờ ráng lại. Bây giờ cũng phải chứa sạn đồ lại. Cô bộ lên mạng cô bộ nhiều người mà hâm mộ ghét rồi mà chú Năm phải sửa soạn lại cái nhan sắc của ta. Bây giờ là trên mạng thì cái số điện có người đó sao mà điện chửi tôi lại hoài không biết. Cái tôi người đó hả? Vì ai đâu mà chửi tôi không biết. Thôi bỏ qua mấy người đó đi giờ, chú Năm mệt quá ha. Mình là mình sống thực tế đi. Vì giờ dạ này giờ quay mic rồi chứ. Đúng rồi. Đâu, chú Năm giới thiệu đây. Đây đó hả? Chín chưa? Chưa. Nè thấy chưa? Cuộc sống đồng quê đã ha. Nè. Hết biết không? Cái này có 15 kg á. Hết biết cái mít không? Hết biết ha. Đã ha. Mấy chị em nha. Bữa nay Quang Phạm vô thăm anh Năm. Dạ. Trái nó lật nữa. Đúng rồi. Này lật mệt đấy chứ. Tầm 500 cây lên. Trời ơi trái kìa. Đây nè. Đâu? Dữ vậy hả? Rồi giới thiệu đu đủ luôn coi chú Năm, chú đu đủ này đu vậy? Đu nhật. Đu nhật hả? Đó ăn cây trái này kìa. Đu nhật. Đu nhật à. Trời ơi cái trái này. Đã ha. Coi nè, lạc bỏ hết nè. Uống ha. Người ta không có ăn á. Nè thấy chưa? Cái này mình để Tết được không? Tết nó được bán được không chú? Tết chú Năm 15, 16 ngàn ký rồi. Dạ. Tết là mất ha. Mười mấy rồi, 13, 14 ngàn rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ lái vô cân 13 nó ra ngoài 15 á. Dạ. Có lợi 1 ký 2 ngàn đó nó cho biết trước. Mẹ giờ bỏ ra chân. Cho con thấy hổng gài là tụi con không vô mà nhìn chú Năm phong độ hơn mà mấy lần trước ta. Dòng phong độ hơn mấy chị em ơi. Quá phong độ luôn nè. Chào mấy chị em nha. Mấy chị em lấy vô nhiều đi, bữa nay hạnh đâu rồi nè, coi trái nè. Nè, lạc bỏ hết chứ đâu được. Nè, thấy chưa? Thấy không? Dạ. Yeah. Đậu kìa, hết biết tốt không? Nè. Quá chừng ở ngoài làm đậu kìa. Mướn ta làm. Dạ. Mình làm gì hơi sẽ. Đúng rồi. Trái hạnh kìa. Năm mà phải giữ mà. Ngày làm gì lắm mà. Đúng rồi. Dọn mưa hết đó, hết chưa? Dọn mưa trơn luôn đó hả? Hết trơn luôn. Trời ơi. Không còn cái gì hết. Tính này mình tính nuôi gì chú Năm? Nuôi ốc ạ. Này nuôi ốc, đồ lại cá, đồ lại. Có, chút đang chân vô. Dạ. Nè, là cái này. Nè. Đó. Có hết trơn rồi nè. Chú Năm là khoe mà hạnh của chú Năm nè. Quá trời. Bỏ. Thì còn mấy bờ nữa kìa, chưa làm kìa, tính tướng bờ này, yeah. Bờ này nữa kìa. Yeah. 500 nhánh lần mà. Dạ. Yeah. Có trái nè. Nè. Nghe không? Nha. Đâu ai? Nè. Bỏ hết. Đúng rồi, chú công nhận chú Năm phe mà trái này có bờ phe, phe dường, dường mà hạnh. Thơm không? Thơm. Thường thường ta nói qua đẹp nhờ người săn sóc nè. Đúng cây rồi. Cũng vậy nè. Yeah. Mấy chị em ơi, mấy phụ nữ là cũng như là qua đẹp đó nha. Yeah. Người nào mà đụng địa tới qua đẹp thì người đó là tội nghiệp qua đẹp lắm. Dạ. Yeah. Tôi có vợ là cũng như là tôi không bao giờ là cái vợ tôi cũng như qua đẹp vậy đó. Dạ. Yeah.
Tháng qua đẹp là cũng như không đụng địa, cũng như mình đi dắp cái cây mình cũng đau, mà mình bây giờ mình quánh hay là mình đậm ta là không được. Dạ. Đó vậy đó, cũng như là quá đẹp mà. Quá đẹp là cần người chăm bón hay chú Năm? Chăm bón chứ. Bởi vì ai mà về như mình có vợ mình chăm bón vợ mình mới chăm mình lại. Dạ. Nói vậy đó. Chẳng hạn như chú Năm mà về đây á, là mấy người phụ nữ nào về đây là chú Năm sẽ chăm bón cực kỳ luôn. Đúng. Ừ. Chồng riêng là ok rồi, con gì nữa. Dạ. Không để cho vợ cực mà. Dạ. Trời ơi trái nè. Quá đã hay chú Năm. Hết thùng một cái lạc ủ ha. Dạ. Chịu lạc. Chứ sao bây giờ? Chịu lạc chứ sao? Đúng rồi, mình không lạc là nó sẽ chi cây hả chú Năm? Không phải, cái cây mình nó không có được cái chừng nào nó đúng bài bản của nó. Dạ. Nè, thấy chưa? Đúng rồi. Trái nữa nè. Nè. Quá đã. Hết nè. Hết biết là nhỏ mà trái thì bệnh luôn chứ. Ừ. Nè. Thấy chưa? Đúng rồi. Bây giờ mấy đỡ cái đây còn nữa này chưa? Trái dữ dằn thiệt trời. Đâu trái kìa. Cái này là chú Năm đi khoe mà cái không phải nó đúng bài bản, hỏi mấy chị em mà biết trồng hạnh là mê lắm. Là đúng bài bản luôn, đúng là mình phải phải lặt gì đó hả chú Năm? Phải lặt bỏ. Biết con nhỏ. Chú Năm lặt nó thơm dữ vậy? Thơm đó, thơm mùi hạnh ha. Dạ. Yeah. Cũng như là người đẹp như thơm cái mùi vậy đó. Ừ, người đẹp là người phải đẹp có thơm mùi dầu thơm. Thơm phức. Yeah. Thơm hơn sầu riêng nữa. Yeah. Sầu riêng thơm mà cỡ nào mà người đẹp thơm còn hơn hơn là sầu riêng đó. Yeah. Thế mấy chị em. Dạ. Yeah. Mấy chị em ơi, xin chào nha. Xin Năm chào. Vui vẻ nha. Dạ. Yeah. Chứ không có gì hết. Chú Năm là chú Năm vui vẻ mà. Nè. Hết biết cái này. Biết ha. Nè, nè. Mà là cái này dữ mệt luôn chứ 500 cây mà mệt. Mệt này chưa. Dạ. Yeah. Ừ. Biết không? Rồi. Rồi thôi chú Năm chào khán giả đi chú Năm ơi. Rồi chúc là trong ngoài nước với anh em cộng đồng mạng với chị em với anh em YouTube là một lời chào thân thương nhất. Rồi cảm ơn luôn, xin chào. Trân trọng. Xin chào, trân trọng. Rồi chào nha. Chú Năm nha. Rồi chúc có chú Năm nhiều sức khỏe nha. Rồi xin chào trân trọng. Nó sạch nè. Cái này chú Năm giỏi dữ hả? Trời không giỏi, ai giỏi của mình nên á. Ờ. Nên cực quá mấy chị ơi. Rồi hôm gậy có mà bà nào đến thăm chú Năm không? Cũng vô nhiều mà cũng để tìm hiểu này chú Năm. Cũng tìm hiểu nhiều lắm mà chưa có được. Con nghe nói là không mà bữa nãy con vô con nghe cái chú kia nói là không gậy mấy người phụ nữ vô tìm chú Năm dữ lắm hả chú Năm? Ừ, vô mấy người chú Năm? Vô dù 5-6 người luôn hả? Ừ. Dữ vậy? Người ta kiếm, người ta tìm hỏi Năm Sầu Riêng có phải sự thật gì không? Dạ. Nó là có đàng hoàng chứ không phải tôi nói dốc. Mấy bà đó ở đâu chú Năm? Ở đâu? Mấy bà đó Cần Thơ có, dạ. An Giang có, rồi bên Đồng Tháp rồi. Dữ vậy đó hả? Ừ. Rồi. Mấy bà đó bữa Sài Gòn xuống nữa kìa. Tức là vô 5-6 bà luôn, tìm chú Năm là chắc vô hỏi thăm chú Năm mà vô chơi hết chú Năm. Ừ, hỏi người ta nói gì mà có sự thật hay không, tôi nói có sự thật thì tôi nói dốc làm gì. Đời tôi không bao giờ biết khi nào nói dốc. Dạ. Đó là cũng là có sao tôi nói vậy. Trời ơi, còn ngưỡng mộ chú Năm quá chú Năm ơi. Ừ, chú Năm giờ phong độ còn hơn mấy lần trước nữa đó. Người ta không biết người ta không biết tôi này kia chứ tôi là tôi là cái gì đâu cả đó à. Chị em mời con đến là nãy con nghe mấy người kia nói trời ơi con ơi hổng vậy á mấy mà ở đây nè có mấy người phụ nữ đến tìm chú Năm nữa đến chơi trời rồi vui lắm. Vui. Nói mấy người đó là nói là đến hỏi thăm chú Năm coi chú Năm còn tuyển vợ nữa không? Tôi nói hết rồi, không rồi. Rồi chú Năm tôi làm. Rồi mấy người đó đến làm bạn hay sao chú Năm? Cũng như là làm quen nữa, cũng như người nào lớn kia bằng chị, người nào nhỏ kia bằng em. Dạ. Yeah. Ừ, đến là chú Năm có giới thiệu vườn sầu riêng được không? Rồi giới thiệu đậu được không? Cũng học hỏi nói chị ra chỉ cho người ta trồng kìa. Ừ. Rồi tôi nói để từ từ đi tôi làm ba hết rồi tôi mới ra được. Dạ. Yeah. Người ta nói chỉ cho người ta làm, người ta nói sao chú Năm tốt quá. Dạ. Yeah. Rồi chú Năm mới nói để từ từ chú Năm chỉ cho. Dạ. Yeah. Hiểu không? Dạ. Yeah. Chú Năm không có giấu ai hết á, có chỉ cái đó. Tức là người ta đến bằng xe gắn máy hay là xe du lịch chú Năm? Xe du lịch có, gắn máy có. Dạ.
cái bà An Giang xuống du lịch không á. Rồi rồi, đủ gì đó hả? Đại gia. Đại gia không gì đó hả? Ừ. Ồ, đã chứ ta. Đại gia không. Ôi, chào mấy chị nha. Dạ. Yeah. Đang rửa chén, rửa ly rồi mấy chị không? Mấy chị đó bữa xuống rồi có đem gì xuống mình ăn uống gì không chú Năm? Có, mấy bà đem uống rồi mua thùng bia gì. Rồi rồi, giữ gì đó hả? Ừ. Đã ha. Ừ. Đúng là chú Năm có khác mà. Mấy bà đã xuống rồi được chai dầu nữa, cái bà ừ. Ở ngoài mấy người ở ngoài đủ đủ bình thủy á. Dạ. Cũng cảm ơn mấy chị đó nha mấy chị. Dạ dạ. Mấy chị nói về bữa cho chú Năm dầu xanh hả? Hả? Cho chú Năm dầu xanh hả? Dầu xanh nước Mỹ. À, dầu xanh nước Mỹ ha. Không biết đường mở cái nắp nữa. À, để họ mở cho. Ừ. Ừ. Mở cái nắp không biết đường, nó hai dặn ngoài dặn ra. Chú Năm muốn dặn là chú Năm phải đè xuống. Đè xuống rồi mới dặn được. Dài hoài mà cũng đâu có được đâu. Đè xuống một cái rồi chú Năm dặn. Rửa chén lên này nha. Rửa chén đi chú Năm ơi. Bây giờ không có phụ nữ thì thôi tự làm mình luôn đi. Mệt quá. Ừ. Rửa chén này. Ừ. Rửa chén rồi mấy chị em ơi. Ok đi chú Năm ơi, mình sống mình thời gian đi chú Năm ơi. Đấy, sống đi, sống mình. Thời gian đi rồi mình suy nghĩ cho nó thấu đáo lại rồi mình sẽ tìm một cái người nào đó cho nó phù hợp với chú Năm đi. Ừ. Về rửa chén rồi chứ để không có vội vàng nữa. Trong đó cái bờ nó trồng được 100 cây hạnh nữa đó, nó bị ba cái ấy nó lúp hết rồi. Cái mới trồng nữa hả chú Năm? Trồng hôm đó rồi bắt đầu trồng ba cái đậu nó lúp lại rồi. Dạ. Yeah. Trồng bờ đó mấy bờ này chưa trồng nữa nè. Dạ. Hạnh 13.000 tí rồi đó, ra ngoài 15.000. Đã ha. Ừ. Hạnh nó chừng nào mình mới thu hoạch được chú Năm? Trời ơi, từ đây tới Tết rồi có hái rồi, tứ phân vô hoài là có. Tứ phân vô hoài là có ha. Tứ phân, tại mình thấy còn nhỏ mình chưa để chứ. Rồi đổ xình vô gốc á. Dạ. Bột lòm. Cái hạnh là nói chứ nó kinh tế đó, kinh tế phụ. Cái hạnh là kinh tế phụ nha mấy chị em. Dạ. Sầu riêng mới là kinh tế chính ha chú Năm. Không nói chứ sầu riêng một năm có một lần chứ cái hạnh bán hoài. Dạ. Hạnh rồi cái nếu mà trồng nhiều tầng hai, tầng hai. Dạ. Thì nếu thí dụ 1.000 cây thì nó tấn rồi, thí dụ 1 cây 1 ký đi. Dạ. Thì nó cũng là được. Sầu riêng cỡ này bao nhiêu 1 ký ha chú Năm? Sầu riêng bây giờ nếu mà sầu riêng cái này là trái mùa phải không? Trái mùa nghịch. Nghịch mùa. Con thấy biết. Có nha, con bữa con gặp con chạy là có người ta có bán sầu riêng đó. Có. Ừ. Giờ sầu riêng giờ cũng cả 100.000 ký. Dạ. Mắc ha, tại trái mùa mà. Trái mùa. Năm tới chú cũng đi trái mùa. Dạ. Bữa hổm mấy cái mà chị mấy cái cô đó xuống chơi lâu không chú Năm? Chơi cũng lâu, muốn mướn thùng cao kê rồi. Dạ, cao kê luôn ha. Ừ. Xuống mấy người phụ nữ? Được 3 người. 3 người ha, cũng như có một đợt đó là xuống 3 người. Ừ. Xuống... Chắc hâm mộ chú Năm dữ lắm hả chú Năm? Đúng. Có chụp hình đồ với chú Năm được không? Nói xuống đây là phải sự thật gì không? Dạ. Yeah. Nó có sự thật gì, nó nhắc làm gì? Dạ, yeah. Hỏi thăm chú Năm này kia được không? Có. Nói chú Năm là cũng như chú Năm lên mạng nhiều quá rồi. Có nói chú Năm có sầu riêng gì hay không? Dạ. Yeah. Tụi nó có sự thật chứ tụi yeah. Nó nhắc là tại nãy con vô thì có cái cô hôm trước nói trời ơi. Con không về không có vô thăm chú Năm có mấy cô phụ nữ dạ mấy cô phụ nữ đến thăm đến thăm nhiều quá mấy con không xuống quay phim nói trời ơi mấy nhớ con cũng đi vòng vòng rồi có biết đâu mấy nhớ em thôi dạ mấy nhớ em dạ công nhận chú Năm phong độ chứ nhớ em ô chào mấy chị em nha dạ mấy chị em mà cũng rất thích chú Năm đó. Ừ. Tại biết sao không? Tại chú Năm á vui vẻ, hiền lành. Ừ. Vui vẻ mà. Dạ. Yeah. Vui vẻ chứ không biết. Chú Năm phải nói là vui vẻ đẻ ra tiền, buồn phiền sinh bệnh tật chứ nó mày. Đẻ ra tiền với nó mạnh khỏe. Ừ. Gầu hoài nó đâu có được. Dạ, yeah, đúng rồi. Ừ. Lấy đi xe gì vô à? Xe lớn chú Năm. Ừ. Đi có mình anh không có thằng ấy hả? Không, đi mình anh à. Người chơi chưa nó mới vô. Ừ. Cái đậu chú Năm mê quá chú Năm à. Mê ha. Ừ, lá mê quá. Mạnh. Dạ. Vô nhau xíu à. Dạ.
Màu Màu trước nhỏ xíu mà bây giờ nhìn nó mê có quá. trái rồi, trái đĩa rồi. Có trái hả? Ừ. Đúng rồi. Trái đĩa ở đây. Ừ. Ngon lắm. Quá màu. Riêng chừng qua tới là có trái bự rồi đó. Dạ. Thấy vậy chứ chưa nha, chứ tới qua tới là có rồi. Qua Tết là Ừ. có mà trái ăn rồi Ừ, trái ăn rồi, trái bự rồi. ha. Tới tháng 3 là có. Dạ. Là bán luôn. Hay ai để chứ để mình từ. Đúng rồi. Nó tùy theo cái thời tiết nữa chứ không phải dễ để đâu. Dạ. Tùy theo cái thời tiết. Ui, chào mấy chị em nha. Ừ. Chào mấy chị em, nhiều sức khỏe nha. Bây giờ tôi cũng khỏe rồi, bây giờ hết mà kết nối rồi nha. Vui là từ từ. Đậu nhận cái lá nó bự phiêu thôi. Đúng rồi chú Mới Năm. đầu nhỏ xíu thấy gầu hết. Dạ dạ Thấy là le que dạ giờ nó hết hồn luôn. đúng rồi, Đất nó tốt lắm, đất thân đất phân nó không phát phù sa, á. đất nó tốt lắm, nó đẹp lắm, đất nó tốt. Hồi đó đất này nó gò mà, Đất của chú Năm hồi đó đất gò hả? đất gò mà lúa nó không cứng bằng người ta, Kỹ ta. không đất lung mấy chú, À. đất Ừ. nạ làm lúa mấy chú, Dạ. cái đất gò nó bơm nước nhiều là nó ấy hết à. Bơm Nó nước nhiều biết sao không, bơm nước nhiều nó chảy xuống đất đất lung. à. Ừ, mà phải biết chứ. Rồi nó đâu có đủ nước, nếu mà sử dụng người ta nói nhất nước gì phân, Dạ. nó đủ nước nó mới được. Cái Dạ. lúa với cây sầu riêng cây nào cũng vậy, Dạ. nó đủ. Bây giờ ra từ thấy chưa, Đúng rồi, quá chừng ra từ rồi chú Năm ra ơi. từ kìa, kìa đó Ừ. thấy chưa, quá trời luôn. Sầu riêng của chú Năm công nhận chứ. Ừ. Rồi thôi chú Năm chào Rồi. khán giả đi chú Năm ơi. Rồi chào mấy anh chị em với Dạ. là bên trên trong ngoài nước nha. Rồi với mấy anh em bên phi tức á, với mấy chị em Dạ. với cộng đồng mạng đó là một lời chào thân thương nhất. Với là một lời chào thân thương là với cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi thôi con chào chú Rồi. Năm nghe, chúc chú Năm nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc mấy chị nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ.